Xin chào cả nhà. Mấy bữa nay á, chị Ba, cái chân chị Ba mới mổ xong á, cái chị Ba, bạn chị Ba đi thăm bệnh, cái bạn chị Ba có đem cho chị Ba mấy con cá lóc, mà mấy con cá lóc này là cá lóc đồng, cá lóc tự nhiên á. Xong rồi giờ cái mình làm, mình nấu cho chị Ba ăn luôn. Bốn con được, bốn con cá lóc đồng, nhìn cái đầu nó là biết cá lóc đồng rồi, nhỏ quá phải không? Có con này, có con này là bự nhất nè, con này chắc con mẹ quá. Còn mấy con này thì còn nhỏ hơn, mà có con này lạ, con này nhìn da nó giống gắn ghê ha. Nhìn, nhìn giống con gắn. Chắc nó tại, chắc tại nó còn nhỏ. Sớm mình với Điền đi chợ nè, cái thấy bông điên điển ngon quá, cái thôi cái nói với Tiền là hơi về mua bông điên điển về nấu canh chua ăn, thấy cái đầu cá lóc nấu canh chua, còn cái mình thì thôi. Thấy cái cây này á, là mẹ mình lấy cái cây đòn tay cũ á, rồi sạc rửa lại, ngày hôm qua sạc rửa lại xong rồi để sinh nhớt cũ về tha lên rồi xài lại, tại vì mấy cái cây này còn tốt lắm, không bỏ ủ xài lại đỡ mua, như mình sửa nhà thì mình khỏi mua cái cây mới, đỡ tốn tiền. Cái cây này xài được lâu lắm, xài nó chắc hơn cái sắt á. Cá lóc của mình mần xong rồi nè. Này cái này có trứng nữa nè. Hai cái mà nãy mình làm rớt ra hết cái à. Mình à, con cá lóc này nè. Hồi nãy mình nấu nước sôi mình trộn nó, mình cạo cho nó, cho nó ra hết nhớt cho nó sạch. Cái gì vậy? Mà chín tùm lum tà la. Ờ mà cá ha, mà nó nhảy, nó văng tướng tươi tươi, mình mẩy giờ thấy ghê lắm. Để mình à, xong mấy cá mình dùng tắm cái mình mới ra làm nấu cơm được. Giờ cái đầu á thì mình để nấu canh, còn cái mình á thì mình kho khô tiêu ăn cho nó ngon. Mình hái mấy lá ngò lựng vô hồi nêm canh chua nè. Canh chua là phải có ngò, phải có ngò bỏ vô nó mới thơm được. Ngò nhà mình nhóc luôn á, hồi đó không có trồng mà nước ngập á, nước ngập cái nó trôi hột đi á, cái nó mọc được, cái nó mọc quá chừng luôn, nó nhảy quá chừng luôn. Mình bắt nồi nước lên mình nấu canh chua nè.
cái nồi cá mình ướp mình để nãy giờ chắc cũng cả 15-20 phút rồi, không 15 phút à, giờ nó thấm rồi mình để qua đây nè, mình nấu nồi lẩu ô bay, mình nấu nồi canh chua bên đây, cái mình bắt nồi cá bên đây mình kho luôn. Mình chế nước vô cho nó ngập ngập cho chín cá. Mình bỏ cá vô mình luộc trước cho nó chín xong rồi mình vớt cá ra, xong rồi mình mới bỏ rau vô, để chứ không hồi để cá ở đây không hồi nó bị gục ăn không ngon. Cá của mình chín rồi nè, giờ mình vớt ra. Đã quá. Khó bay nghi ngút luôn. Đã chưa? Giờ mình đổ nước me vô me. Hồi nãy là mình ngâm ra, mình ngâm với nước nóng rồi nè. Cái xác me này nè, tại mình không bỏ vô thôi chứ bình thường bỏ vô cũng được, tại vì lấy hộp ra hết trơn rồi, nhưng mình ăn cũng được luôn nữa, mà mình sẽ chua. Nước của mình nêm xong rồi nè, giờ mình bỏ vô là mình ăn luôn á. Mình thích nhất là ăn cái này nè, cái này nó dễ ăn, nó giòn giòn mà ăn cái nước nêm á nó thấm vô chính giữa cái cọng này nè, ăn ngon lắm, ăn nó giòn giòn nữa. Rồi bây giờ mình bỏ vô cái mình quậy lên là xong rồi, mình ăn được rồi đó. Cá của mình chín rồi đó, chín nãy giờ rồi, mình chờ nó sắc sắc xuống chút xíu nữa là mình nhắc xuống mình ăn được rồi. Bỏ nhiều tiêu cho nó thơm. Đồ ăn của mình chín hết rồi, mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Ôi trời ơi, cái bàn này bàn mới vậy ơi. Cá kho tiêu thơm quá à, thơm mùi tiêu quá à. Bàn này mới hay gì vậy? Cá kho tiêu thơm mùi tiêu. Xin mời cả nhà cùng ăn với gia đình của mình. Ăn cơm với cá lóc. Lóc kho, cá lóc kho tộ. Cái gì? Kho nồi đất hả? Kho khô nè. Ăn một khoanh cá lóc với cơm. Xin mời ăn bà cô bác.
Rồi mẹ cho mẹ cái khoanh cái lóc nè. Cho mẹ. Sao con dẻ không không kho không dẻ không cứng mà mẹ kho ta? Không kho không cứng mà mẹ kho. Vậy thôi rồi nữa. Vậy thôi chứ. Được rồi. Này cá ốc. Cá ốc đồng chín cấm nè. Cá ốc đồng luôn á. Cá ốc biển rồi con. Rồi con cá ốc biển. Có không? Có cá ốc nuôi. Cá ốc nuôi á. Ăn cảm giác nó thịt nó không ngon mà nó tanh nữa. Nó tanh mà thịt nó mỡ. Nhưng mà con gì? Cá lóc nuôi á, nhưng mà nhiều món mình ăn cá lóc nuôi thì nó sẽ thích hợp hơn. Ví dụ như mình làm chà bông cá lóc thì mình làm cá lóc nuôi, cá lóc đồng nó mắc hơn cá lóc nuôi nhiều ạ. Cá lóc đồng mắc hơn ba, cá lóc đồng nó còn chua bông nhân điển gấp 4 lần luôn chứ không phải gấp 3 đâu. Tại cá lóc đồng cả 200.000 ký á, cần cá lóc nuôi có 4-5 năm chục à, em đi tới có 30.000 à. Dễ hả? Bữa mua có 25.000 ký nữa kìa, dễ ghê. Tại vì cá lóc nuôi á, ta nuôi ta cho ăn thúc á, có mấy ngày là nó lớn rồi, lẹ lắm, cắt lỗ quá, bán mấy ngàn lỗ, khi cá rau rồi kia. Canh chua kiểu canh chua đầm nào đầm này. Hương đầm đó nội. Bông điên điển thì phải chung đi chung với bông súng. Bông điên điển hay rau nhút, những cái đồ với nước rồi nào đó. Ta cho bà ruột nè. Mẹ, cho mẹ ruột nè. Mẹ ruột nè. Tụi này có trứng nè. Cho mẹ đi. Để con chấm nước mắm nha. Dạ. Cho mẹ cái con má. Con má bự á. Con má nè. Ăn cụ má. Đâu vậy? Cụ má bên đây đâu mất tiêu vậy? Không thấy, đâu mất tiêu rồi. Cụ má, dạ, dạ. Canh chua ngon quá. Nhìn ngon. Ông Liên Điển á, nấu canh chua ngon, thích ăn lắm. Các bạn có thấy, bữa nay các bạn có thấy gì mới không? Bảo bàn nè. Mình mới mua một cái bàn 4 cái ghế. Cái bộ bàn này mình dọn ở ngoài vừa mình ăn được. Qua nó nói nhìn bộ bàn này thèm bún đậu mắm tôm. Nè. Có người bán bún đậu mắm tôm hả? Nó có cái gì đó. Gì gì cũng biết nữa. Mà cái bộ bàn này bún đậu mắm tôm ta hay lấy bàn này ta bán nè. Đúng cũng khéo không? Bữa hả mình ăn bún đậu mắm tôm tao cũng hình như cũng có bàn này mà. Cái vàng trước rồi dùng cái xương à. Cái thịt ngọt ngay à, mẹ ăn thử đi. Cặp trứng. Đây. Bây giờ mình ăn cái trứng này nha. Mình mời các bạn nha. Ngon. Ngon. Không có gì ngon bằng trứng cá lóc. Trứng cá nào cũng không ngon bằng trứng cá lóc. Đủ cá lóc. Mấy con cá mà đồng á, chỉ có con cá lóc là rất là ngon. Ba con có trứng lận. Cá sặc, cá rô. Nhưng cá lóc là cá sặc, cá rô, cá lóc là ba cái trứng nó giống giống. Còn mấy con cá kia, con cá gì nè, cá mèo hoa, trời cái trứng nó đựng mừng. Con cá ngá, trứng giống gì nữa. Cá mèo hoa á, ăn cá đám cỏ vậy. Trời ơi, cái trứng nó đựng một tô ha. Mà ăn ngán muốn chết, ăn ngon lắm. Tại vì quá bự á, lật nhách. Con thấy mẹ chê trứng cá Úc. Cá Úc nó hẳn tròn tròn như cục viên bi vậy. Ăn như cà cà, cục ăn như xù. Con thấy mình chết mà mẹ chê. Nó dẻo dẻo mà nó dây dây. Dẻo nhiều à. Cá Úc á. Trứng cá sặc á. Con phải ăn trứng cá sặc á. Nó sặc cá lóc cá rô là ba cái loại cá đó là trứng giống nhau. Ăn ngon. Còn cá chấm cỏ hay cái mẹ quay quên mỗi lần. Trời ơi thấy cái trứng một tô thấy ham dữ lắm. Ai rồi ăn lạc nhất không ngon. Bơ rợp. Ừ.
có lóc trứng có lóc vậy chứ ăn nhiều không tốt. Ôi xin mời ông bà cô chú ăn cơm. Thật có lóc ngọt ghê. Không có trứng cài, nấm này. Ủa là ăn cái ruột hồi nãy ăn cái trứng. Cái rất đậm á. Ủa nãy ăn dụng cái hai trứng này. Hèn chi. Nói ủa sao nhớ nãy ba cái trứng. Ba con cá có trứng rồi 6 cặp. Mày hơi giận nó giận uống. Còn cá hả? Còn cái đây nữa nè. Đồng hoàng đi. Nó mới lẫm kìa. Lần đầu tiên ăn ruột cá lóc. Ruột cá lóc đó mẹ. Nghiệp vậy. Bình thường nha. Xương nó không phải thật á. Không ăn cá kho. Mà ăn nữa không? Gấp chút ta. Nãy ba mốt trăm có không ăn nữa. Này được cái trứng. Đúng rồi, không bỏ vô. Được đó. Nha. Mới ăn nhiều anh no. Cô kiếm nãy giờ á. Mà cái cá lóc vậy hả? Cái cá lóc mà kho nào đất, cá lóc kho tiêu vậy nè. Ăn mới kho ăn mới ngon, chứ để hầm tới hầm luôn ăn không ngon. Ngon rồi. Dưới mặn. Còn giờ là ở ngoài mặn chứ trong lạc. Nước mắm chị ba làm lúc nào cũng cay muốn xỉu luôn á. Đâu, mới cái... gặm tới thị chứ hồi nãy đâu cay đâu. Phần nào cũng bị thuốc á. Đúng không, tao mới điện. Ăn lại lấy môi nè. Ăn không được rồi, mà còn cay nữa. Muốn chết luôn rồi. Nếu vậy thì mốt có làm một nãy nước mắm riêng á. Ăn cho nó không sao. Má nè. Cay mới ngon chứ. Để ăn. Ê nó nghe nè, trong đây nó còn hồng hồng nè. Tính rồi mà. Thôi ăn này chừa, chừa này lại đi. Rồi con cắt bỏ khúc này. Cá này nó bự hơn nè. Ăn đây nè. Cái cù má nè, tê gái này mẹ tê. Cù má. Thôi không ăn nữa. Nè cù má này nè. Rồi. Con cá này hồi nãy con mần kỹ lắm á, con cạo hết nhớt xong rồi á. Bình thường đó giờ á cá lóc á đâu có ai nào mần ta trụng nước sôi đâu. Cái mình suy nghĩ ủa cá tra con cá nào mà có nhớt giống như mấy con lươn nè. Con cá nào có nhớt rồi này kia người ta cũng trụng nước sôi, người ta cạo nó dễ mà. Thôi cái mình suy nghĩ cái mình vậy mình bắt nồi nước sôi lên mình trụng con cá luôn. Mình chế vô vậy này ha, cái mình thấy nó vừa săn lại, nó vừa săn lại thôi nha. Cái nó là rửa nước nắm chứ đâu phải tập nước sôi. Trụng con chế cái con lấy ấm nước con chế thẳng lên ngựa luôn, cái nó vừa săn lại cái là con xói nước lạnh lên liền để nó con sợ nó bị chín thịt á, nó chín thịt là nó bị gã á. Vậy cái con cạo ra nhớ hết trơn. Người ta cầm nước nóng, người ta cạo nước hồi nãy á, tại vì tiện nó không cho quay á, chứ mà quay tiện mà bớt cá lóc này á sẽ cười đau bụng luôn á. Lần đầu tiên mà ngút cá lóc mần mà đứng lên nhảy nhõng xong rồi tại gì á, nó giỏi mà bốn con cá mình đập đầu rồi mà nó không, không có chết, nó quằn quằn chứ nó không chết. Nó nằm im cái hồi cái nó nhảy một cái, nằm im cái hồi nhảy một cái nên nó dằn ra cùng mình mẩy mình mặt mày rồi máu không luôn. Thôi hèm cái món canh chua bông điên điển này tiêu ăn mà. Ngày nay lâu lắm luôn rồi đó. Mà đi chợ mấy lần luôn, kiếm mua bông điên điển mà không có. Bữa nay hên đi chợ mua có chứ bình thường người ta hết sớm lắm. Ăn hồi tiêu ngon rồi. Để bông điên điển ăn. Đâu có bằng bông sữa ta. Con thấy bông điên điển ngon hơn. Em thấy thơm hơn rồi. Con điển nó thơm, con rửa nó không để hơn. Nó có chùm dài vậy thôi, mình ngắt ngang chùm đó phải không? Ừ. Dễ hái hơn bông sữa đũa. Theo con thì con chịu bông điển điển hơn, tại vì bông sữa đũa nó đắng. Ăn cho hết cá đi. Bà chị em ăn đi. Con cho muốn. Cá kho con ngon quá à. Con cơm bắt ghê á. Mà nó hơi đen.
Nó hình nó mà nó hơi đỏ đen. Lật hơn chút nữa. Lật hơn hả? Ừ. Giống bình thường khoai khô không thấy khoai đen gì mà. Nãy mẹ nói không? Khoai nước mà. Ủa khoai cá đang đen tao mới ăn, còn khoai nóng thưa tao không ăn. Cái này chế như thế nào đúng không? Ai chế? Không. Không. Ngồi đây con bự rảnh cắn. Có người kêu bự mắt, có người kêu bự rảnh. Nó rảnh nó mới cắn mình. Nó đói nó mới cắn. Hồi clip của Tiền tại đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem hết clip nha. Còn bây giờ thì cả nhà Tiền xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.